Xin chào quý vị, đây là một chương trình rất đặc biệt, Cơn Lốc Sale tại VTV Hyundai. Và đây là một chương trình chắc chắn tất cả những sản phẩm nào các cô chú anh chị mua trong chuỗi chương trình này sẽ là miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng chỉ có trong Cơn Lốc Sale thôi nha. Cho nên bộ sản phẩm ngày hôm nay sẽ là một ưu đãi rất lớn đến từ nhà Nature Gift. Và điều quan trọng là chúng ta sẽ thấy điều đặc biệt là gì ạ? Miễn phí vận chuyển, cho nên ngày hôm nay đơn hàng này của mình nha, quá là nhiều những cái lợi. Đầu tiên là về sức khỏe, sau đó là về giá, và cuối cùng là mình không cần phải trả thêm bất kỳ một chi phí nào. Chỉ duy nhất một con số cho đơn hàng ngày hôm nay là bao nhiêu Nhiên hả? 899.000 đồng. Dạ chính xác rồi. Có nghĩa là quý vị ngày hôm nay, bởi vì sao? Cơn lốc sale quý vị. Một cơn lốc có nghĩa phải giảm giá gọi là thấp nhất hết mức có thể cho quý vị có thể chốt đơn tại VTV Hyundai. Và nếu mà đến đây, quý vị có thể dễ dàng thấy được rằng là chúng ta sẽ có cho mình những cái giải pháp. Và ngày hôm nay chúng ta có giải pháp về sức khỏe nha cả nhà ơi. Dạ rồi, các cô chú mình để ý ngày hôm nay chúng ta đang có đó chính là viên uống đông trùng hạ thảo đến từ Nature Gift, hai chiếc lá màu xanh. Và với viên uống đông trùng hạ thảo thì được sản xuất và được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và đã hơn 10 năm trên thị trường đồng hành cùng với người tiêu dùng Việt rồi. Cho nên thực sự phải nói luôn là nếu mà nói về uy tín hoặc là nếu mà nói cần một giải pháp để trao gửi niềm tin về sức khỏe thì ngày hôm nay Hào Nhiên khuyến khích gọi là cả nhà của chúng ta có thể xem qua nếu mà chưa từng sử dụng nha. Chứ thực sự đối với các cô chú nào chúng ta đã sử dụng rồi thì chúng ta chỉ cần tái đơn lại thôi ạ. Bởi vì viên uống đông trùng hạ thảo được chiết xuất trực tiếp từ con đông trùng hạ thảo. Mà khi mà nhắc tới đông trùng hạ thảo là một nguyên liệu rất là quý hiếm đến từ thiên nhiên, đúng không các cô chú ha? Mà không biết là dạo gần đây nè, các cô chú có thấy là bản thân mình có những cái dấu hiệu như thế nào về sức khỏe hay không? Nếu mà nói về thời tiết, về môi trường, về áp lực và cũng như là tuổi già nữa, đây là những cái nguyên nhân gây ra những cái triệu chứng chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy. Ví dụ như là mất ngủ nè, ví dụ như là cảm giác bị tụt lại về sức khỏe nè, rồi chóng mặt, rồi đau đầu. Mà khi mà chúng ta nhìn nhận được là cái giấc ngủ nó quan trọng như thế nào, chỉ cần bị ảnh hưởng một chút xíu thôi, nó sẽ bị rất là nhiều thứ liên lụy về sau. Ví dụ như là về gia đình, về cảm xúc, về con cái, rồi cả về công việc nữa. Cho nên á, nhiều người lựa chọn tìm kiếm những cái giải pháp về sức khỏe để giúp giảm đi những cái căng thẳng, giảm đi những cái triệu chứng, những cái áp lực mà chúng ta gặp xung quanh hàng ngày trong cuộc sống luôn nha các cô chú ơi. Thì ngày hôm nay chúng ta đang có Wellness Nutrition đến từ thương hiệu Nature Gift, hai chiếc lá màu xanh. Một thương hiệu đã đồng hành cùng với người tiêu dùng Việt hơn 10 năm rồi các cô chú ơi. Và đối với Nature Gift, hai chiếc lá màu xanh thì trao đến rất là nhiều những sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Và lần này trong chương trình tại VTV Hyundai nằm trong chuỗi Cơn Lốc Sale miễn phí vận chuyển, chúng ta có combo 3 hộp viên uống đông trùng hạ thảo, mỗi hộp là 90 viên, tổng cộng chúng ta sẽ có là 270 viên với một cái mức giá vô cùng ưu đãi luôn ạ, 899.000 đồng. Và chỉ cần các cô chú mình gọi điện đặt hàng ngay số hotline đã được hiển thị trên màn hình thì chúng ta sẽ được vận chuyển tận 43 tỉnh thành luôn, giúp Hào Nhiên luôn nha các cô chú nhé. Và hoàn toàn miễn phí trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Mà nếu nhắc tới miễn phí vận chuyển nha, chị Linh Hương có để ý nếu mà chúng ta mua mà từ cái vị trí hơi xa một chút, nếu là thông thường thì cái mức giá cũng phải là tiền trăm. Nếu mà cái đơn hàng nó to hoặc là càng xa thì cái mức phí vận chuyển đó là càng lớn, đúng không chị Linh Hương? Đúng rồi. Và những cái mặt hàng mà chúng ta thấy là những cái đồ uống để bảo vệ sức khỏe chẳng hạn á, thì bao giờ cũng sẽ được gói ghém rất là kỹ càng cho nhà mình luôn. Cái đơn hàng ngày hôm nay của chúng ta nó có rất là nhiều ưu điểm. Ưu điểm đầu tiên, miễn phí vận chuyển. Có rất nhiều cô chú anh chị gọi điện đến bảo rằng là nhiều khi cô chỉ muốn mua một cái đơn hàng gọi là nhỏ nhỏ xinh xinh tầm 200-300 ngàn tại VTV Hyundai mình thôi, mà có được miễn phí vận chuyển không? Thì đây, cơn lốc sale này tất cả những sản phẩm đều được xuất hiện ở đây là được miễn phí vận chuyển rồi. Và ngoài ra Nature Gift hôm nay còn dành một cái ưu đãi lớn hơn nữa cho các cô chú anh chị nhà mình có để ý không ạ? Giảm hẳn 700 ngàn đồng cho đơn hàng này luôn. Nếu như chúng ta đã từng mua và chưa bao giờ được giảm bất kỳ một mặt hàng nào của Nature Gift tại VTV Hyundai với cái mức giá sâu như vậy thì đây có thể là lần đầu tiên các cô chú anh chị nhìn thấy cái mức giá của chính cái bộ sản phẩm là 3 hộp viên uống đông trùng hạ thảo này được giảm tới 700 ngàn đồng cho nhà mình luôn. Đơn hàng này mà thành công, mình vừa tiết kiệm được chi phí vận chuyển này, vừa tiết kiệm được cả chi phí cho cái bộ sản phẩm chính này. Mình mua 3 hộp này để làm gì? Để mình uống mỗi ngày, nạp những cái dưỡng chất của đông trùng hạ thảo được chiết xuất một cách rất là tự nhiên, lành tính, an toàn, hỗ trợ cho sức đề kháng, cho thể lực, cho sinh lực. 3 hộp này của chúng ta mỗi hộp là 90 viên, tổng cộng là 270 viên uống luôn. Sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ mà chỉ có 899.000 đồng. Giảm 700.000 đồng lại còn miễn phí vận chuyển.
Đây là cơ hội Hương vẫn dùng cái câu quen thuộc là gì đấy ạ? Ngàn năm có một đấy ạ. Dạ. Giao hàng miễn phí khắp 63 tỉnh thành. Tức là khi chúng ta mua một cái món nào nhỏ nhỏ đi thì chúng ta có thể thấy rằng là cái câu chuyện phí vận chuyển nó cũng là một cái điều mà làm cho mọi người lăn tăn. Dạ. Nhiều khi Hương nhớ kể cả ví dụ mình mua gói xôi ấy, 20.000, thế xong vận chuyển từ cái chỗ mà ở hàng xôi đến nơi phim trường mà tụi Hương đang làm việc, các cô chú biết là nó cũng cỡ 20-30 ngàn nữa. Thế thành ra mình mua gói xôi nó lên tới 60 ngàn lận. Thế mình lăn tăn liền, mình bảo thôi thế thôi ăn luôn ly mì 10 ngàn, bán được tạp hóa đầu công ty chẳng hạn. Thì đó là một trong những cái lý do mà chúng ta thấy là tại sao phải quyết định là chơi một lần thật lớn miễn phí vận chuyển. Yeah. Mặc dù là các cô chú anh chị biết là bây giờ trên nhiều nền tảng bán hàng á thì cái phí vận chuyển nhiều khi nó mới là cái gọi là cái lời xinh xinh được. Yeah. Chứ còn những cái mặt hàng mà thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ Mỹ như thế này này, nói thật với các cô chú là mình cũng không thể nào bán đắt hơn nhà cung cấp được. Và nhà cung cấp người ta hạ giá như vậy thì cũng có nghĩa là người ta cũng mong muốn là không phải là lỗ hoài được, đúng không ạ? Một ngày hai ngày thôi chứ. Cho nên là trong cơn lốc sale này thì cái đông trùng hạ thảo này này được ưu tiên giảm giá sâu nhất trong tất cả các cái mặt hàng mà của nhà Nature Gift dành cho các cô chú anh chị nhà mình. Thì hôm nay mình mua 3 hộp này là 270 viên. Đông trùng hạ thảo ấy thì trong này nó là những cái chiết xuất hoàn toàn từ đông trùng hạ thảo và những cái chủng nấm mà phải nói rằng là có những cái dưỡng chất này, axit amin, nguyên tố vi lượng dành cho cơ thể của chúng ta nó rất là dồi dào, và nó còn có cả kẽm, nó còn có cả rất nhiều thứ để hỗ trợ cho cái sức đề kháng cơ thể của chúng ta. Tại vì á, đông trùng hạ thảo thì các cô chú nhìn thì nhìn thế thôi, chứ còn á, để biết cái cách khai thác của nó, nói thật khó lắm đấy ạ. Tức là nếu mà đông trùng hạ thảo mà xịn sò nha, mà chúng ta mua tận gốc tận gác luôn á, thì nó phải là ở Tây Tạng lận. Có nghĩa là nếu như mà đúng chuẩn để theo kiểu là có đầy đủ dưỡng chất mà nguyên con ý, thì chúng ta phải có một vài vùng trên thế giới người ta có thôi. Thế thì ở Mỹ người ta có nhiều những cái nghiên cứu mà nó tiên tiến hơn, có nghĩa là để chúng ta có thể có được đông trùng hạ thảo trong phòng thí nghiệm. Thành ra là nó vừa sạch, nó vừa đảm bảo an toàn, nó lại lành tính. Đó, và chiết xuất những cái dạng này thì bao giờ giá thành nó cũng mềm mại hơn là mình mua nguyên con đông trùng hạ thảo khai thác thô lấy từ dưới lòng đất lên. Thì uống những cái viên này nó tiện hơn nhiều so với việc là mình sẽ phải chưng nấu và đi tìm kiếm những cái con đông trùng hạ thảo ở cái thể thô khô. Và khi uống như thế này rồi nó tiện, ngoài cái chuyện mang đi mang lại ra nhé, thì là mình uống mình không bị cái mùi vị gì. Tức là các cô chú anh chị nào mà sợ những cái mùi mà thường khi mà mình chưng tiềm, nó sẽ phải đi đôi với cả một vài những cái loại thảo dược hay là thậm chí là những cái bài thuốc đông y cổ truyền á, thì nó sẽ có những cái mùi khó chịu. Thế thì đông trùng hạ thảo có gì đâu ạ? Đông trùng hạ thảo cái tên đã nói lên tất cả rồi. Các cô chú anh chị có thể để ý là cái quá trình hình thành của con đông trùng hạ thảo thì nó cũng rất là đặc biệt. Bởi thế cho nên nó đắt đỏ và tìm được nó cũng không phải là dễ dàng gì đâu ạ. Cho nên bây giờ ở Mỹ thì người ta mới nghiên cứu để làm ở trong phòng thí nghiệm được. Tức là mùa đông á thì nó là cái con sâu ở dưới lòng đất luôn đấy ạ. Đấy, sau đấy là cái chủng nấm Cordyceps, các loại chủng đấy nó mới ký sinh vào cái con sâu này. Đó, thì bắt đầu là khi mà nó trồi lên khỏi mặt đất vào mùa hạ, nó mọc lên thành một cái đầu cây như này. Đó, thì nó gọi là gì ạ? Hạ là thảo là cây đấy ạ. Thì mùa đông nó là con sâu, mùa hạ là cái cây. Thì đấy là cái quá trình hình thành của cái con đông trùng hạ thảo. Thì đây là một cái loài rất là đặc biệt. Và đây là một trong những cái công thức vàng của nhà Nature Gift hỗ trợ bồi bổ cơ thể này. Đấy, ngăn ngừa các cái quá trình ví dụ như lão hóa, oxy hóa của cơ thể này. Rồi những người lớn tuổi này bị suy nhược hay là chán ăn hay là mệt mỏi này. Và đặc biệt các anh, các chú nhà mình, thể lực mà khỏe là sinh lực khỏe, Hương cũng nói rồi đấy. Cho nên á, các cô, các chị mình là mua cái này về cả nhà cùng uống là ai cũng khỏe. Mình vẫn có cái câu là một người khỏe thì mấy người vui đấy ạ. Câu cũ thì là một người khỏe hai người vui. Dạ. Nhưng mà riêng cái này là một người khỏe cả nhà vui. Dù chúng ta là nữ hay là nam mà ở tuổi nào cũng như vậy thôi ạ. Nếu như mà chúng ta cần bồi bổ cơ thể một cách toàn diện, cứ nhớ đến đông trùng hạ thảo cho Hương. Tại vì thực sự mà nói, không phải nó chỉ là lời truyền tai nhau nữa đâu ạ. Mà nó còn trở thành một cái bí quyết để bảo vệ sức khỏe của những đất nước tiên tiến, và trong đấy là Mỹ. Hàng của chúng ta là hàng chuẩn Mỹ, sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, có giấy tờ đầy đủ FDA này, GMP này. Đó, rồi về tới Việt Nam còn có những cái xác nhận công bố của Bộ Y tế Việt Nam mình, cho nên là nó cực kỳ an toàn luôn. Hôm nay lại còn được giảm 700 ngàn đồng cho bộ này và lại còn được miễn phí vận chuyển nữa. Dạ chính xác, cho nên là ngày hôm nay thực sự phải nói là chương trình của chúng ta đang có một cái giá trị nó rất là cao. Cả là về cơn lốc sale, có nghĩa là phải sale nhiều nhất, có nghĩa là phải hạ giá nhiều nhất cho các cô chú như anh chị và các cả nhà của chúng ta mà chưa từng thấy. Dạ, chưa từng thấy về cái mức giá này nó được sale sốc như thế. Và cái thứ hai đó chính là miễn phí vận chuyển khi mà chúng ta lăn tăn. Ở VTV Hyundai đối với chương trình này thì không muốn các cô chú phải lăn tăn về bất kỳ một cái giá nào cả. Chúng ta giảm giá trực tiếp vào sản phẩm chính và cả là miễn phí luôn cái vận chuyển để mà chúng ta nếu mà có nhu cầu. Tại thực sự phải nói, nếu mà để so sánh về sức khỏe và một cái cọc tiền để kế bên, thực sự phải nói luôn chắc là
cái này là quan điểm của bản thân em với lại là quan điểm bản thân của Hào Nhiên thôi, là ai cũng sẽ chọn sức khỏe cả. Bởi vì sao? Có sức khỏe thì mình có mọi thứ. Thì ngay tại thời điểm hiện tại chúng ta dễ dàng nhìn thấy những người xung quanh chúng ta đi, ai cũng đang tìm kiếm những giải pháp về sức khỏe. Nhưng mà tìm kiếm ở đâu mới là quan trọng, đúng không ạ? Tìm kiếm ở đâu uy tín, nơi cung cấp được cho chúng ta những cái mặt hàng uy tín, chất lượng, thì không phải ai cũng biết về điều đó. Cho nên ngày hôm nay thực sự là Hào Nhiên và chị Linh Hương rất là mong muốn, nếu mà các cô chú anh chị nhà mình đang gặp những cái triệu chứng liên quan tới sức khỏe, về quan trọng là giấc ngủ nè. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ cần bị mất một đêm ngủ thôi là chúng ta sẽ cảm nhận là qua ngày hôm sau là con mắt nó nặng trĩu xuống, tinh thần thì nó bị thất thần luôn các cô chú, đúng không ạ? Rồi cả là cái điều đó sẽ ảnh hưởng lại tới cái công việc của chúng ta và cả là gia đình của chúng ta luôn, thì đó rất là nguy hiểm. Cho nên là lần này quay trở lại thì Hào Nhiên rất là mong muốn chúng ta tìm được một cái giải pháp từ nơi uy tín. Thì ở đây là chúng ta đang giới thiệu đến Nature Gift là hai chiếc lá màu xanh. Khi có được một cái quy trình thu hoạch khép kín cùng với công nghệ hiện đại để giúp chúng ta tạo ra những cái sản phẩm nó đạt được chất lượng tối ưu nha các cô chú nha. Quy trình đóng gói thì phải nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của Mỹ. Và nhập khẩu thì các cô chú cũng biết, nhập khẩu được trực tiếp từ Mỹ luôn và được cấp phép lưu hành bởi Bộ Y tế tại Việt Nam. Cho nên lần này trong chương trình tại VTV Hyundai, nếu mà các cô chú để ý thì sẽ có, đó chính là hoàn 500% nếu phát hiện là hàng giả. Dạ đúng rồi ạ. Và ngay tại thời điểm này, khi mà các cô chú tìm kiếm những cái dòng sản phẩm được nhập khẩu và được sản xuất trực tiếp từ Mỹ, thì chúng ta có thể thấy, biết được nha, là thị trường rất là nhiều. Nhưng để tin được thì không phải nơi nào cũng có thể gửi gắm cái lòng tin. Thì tại VTV Hyundai cũng sẽ cố gắng để mang lại những cái sản phẩm, dạ, cũng sẽ cố gắng để mang lại những cái sản phẩm để giúp cho các cô chú mình tìm kiếm được những cái giải pháp nó an toàn hơn, nó chu đáo hơn và cũng như là gửi gắm niềm tin đó dễ hơn nha các cô chú anh chị nhà mình nhé. Sản phẩm chất lượng Mỹ tới người tiêu dùng Việt và có các giấy chứng nhận FDA đến từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, có cả giấy chứng nhận GMP đến từ Hoa Kỳ và cũng đã được rất là nhiều những người tin dùng hàng Việt đã mua sắm và cũng như là đã tái đơn lại rất là nhiều rồi các cô chú ơi. Vì vậy, rất là nhiều gia đình đã lựa chọn Nature Gift, đã lựa chọn đó chính là Nutrition, viên uống đông trùng hạ thảo để có thể giúp một cái giải pháp về sức khỏe. Cho nên lần này quay trở lại với cơn lốc sale ngày hôm nay với các cô chú nhé. Đó chính là chúng ta sẽ được giảm tận, đó chính là 700.000 nha các cô chú anh chị và mình ơi. Và cũng như là được miễn phí vận chuyển đối với dòng sản phẩm sẽ là một giải pháp trong ngôi nhà của mình, để giúp cho chúng ta cảm nhận rằng là ngôi nhà chúng ta luôn tràn đầy được niềm vui, bởi vì sức khỏe của gia đình ai cũng đang khỏe hết. Cho nên hy vọng các cô chú phải gọi điện đặt hàng chốt đơn ngay bằng cách gọi ngay vào số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình các cô chú anh chị và mình nha. Nature Gift là một trong những thương hiệu thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thiên nhiên hàng đầu tại Hoa Kỳ. Các sản phẩm của Nature Gift đều mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe bền vững một cách toàn diện, cải thiện và đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng như trí não, tim mạch, xương khớp, hoạt huyết, đề kháng. Sức khỏe, chất lượng sống và sự phát triển luôn được chúng tôi ưu tiên và trân trọng. Điều đó được thể hiện thông qua các cam kết. Nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên, điển hình như dầu cá, dầu hạt lanh, đông trùng hạ thảo, linh chi, dây thìa canh. Sản phẩm được nghiên cứu, kiểm nghiệm chặt chẽ bởi các chuyên gia hàng đầu tại Mỹ trước khi đến tay khách hàng. Chuẩn chứng nhận FDA và đạt tiêu chuẩn GMP của Hoa Kỳ. Để được chứng nhận FDA, trước hết các nhà máy, nơi sản xuất và chất lượng môi trường làm việc của Nature Gift phải tuân thủ tiêu chuẩn CGMP, Good Manufacturing Practice. Sau đó trải qua tiếp quá trình kiểm định của FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ. Bước này có thể kéo dài nhiều năm, tập trung xoay quanh các kiểm nghiệm lâm sàng theo tiêu chuẩn y tế trên các tình nguyện viên. Nature Gift có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2016. Hiện tại, Nature Gift là thương hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thương hiệu đa dạng với hơn 30 dòng sản phẩm, mỗi tháng hơn 80.000 sản phẩm được bán ra trên thị trường toàn quốc. Món quà từ thiên nhiên, chăm sóc cuộc sống khỏe đẹp và hạnh phúc. Chúng ta vừa xem đấy là những cái thông tin mà nhà Nature Gift tại Mỹ luôn đấy ạ. Những cái quy trình sản xuất này, nhà máy này, rồi đóng gói bao bì này, rồi những cái hỗ trợ thương mại lớn ở tất cả các nước trên thế giới đều xuất hiện những cái sản phẩm của nhà Nature Gift. Và ngày hôm nay chúng ta đang có một chương trình đặc biệt nha. Chương trình này chưa bao giờ có tại VTV Hyundai luôn. Cơn lốc sale, nghe cái từ lốc là mình đã thấy thứ nhất là nhanh, mạnh, đúng không ạ? Nhanh và mạnh.
Cho nên tất cả những cái phần giảm giá này nó cũng sẽ chỉ hoàn toàn là chớp nhoáng thôi. Thấy một lần cũng có thể là rồi thôi luôn ạ. Thế thì cái giảm 700.000 đồng này là giảm cho 3 hộp này đấy ạ. Khi mà mình mua 3 hộp viên uống Wellness Nutrition của nhà Nature Gift, hay mình còn gọi tên tiếng Việt của nó là viên uống đông trùng hạ thảo của Mỹ, hai chiếc lá màu xanh đấy ạ, thì mình có 270 viên uống, tức là chúng ta một hộp này là mình có là 90 viên. Yeah. Bình thường mình mua giá nó phải là cả triệu, hơn luôn đấy ạ. Còn bây giờ chúng ta đang được giảm 700.000 đồng, lại còn được miễn phí vận chuyển vì đây là cơn lốc sale. Từ đầu chương trình tới giờ, thực ra chương trình thì mới trải qua 1/3 cái thời lượng thôi. Nhưng mà bây giờ số hàng ở trong kho được áp dụng cho cơn lốc sale giảm một nửa luôn rồi ạ. Có nghĩa là nó vượt quá với cả cái suy nghĩ và tính toán của những người thực hiện chương trình rồi. Có lẽ Hương thấy là bởi vì mọi người đang nhìn thấy cái miễn phí vận chuyển này là cái yếu tố đầu tiên. Cái thứ hai chính là cái giảm 700.000 đồng cho ba hộp này là chưa bao giờ luôn giảm sâu như vậy. Bình thường các cô chú anh chị thấy không ạ, bao giờ cũng sẽ có những cái phần quà nhỏ nhỏ hoặc là những cái phần quà cũng là dành cho sức khỏe, nhưng ngày hôm nay giảm giá như mọi người được mua tận kho của Mỹ luôn đấy ạ. Giảm hẳn 700.000 đồng. Các đại lý sỉ còn chưa bao giờ mua được cái giá giảm sâu như thế này. Và ngày hôm nay chúng ta là những khách lẻ mua một đơn hàng cũng được giảm tới 700.000 đồng mà lại còn có một cái ưu đãi cũng chưa bao giờ có. Không nói chưa bao giờ có thì hơi sai đấy ạ. Có nghĩa là lâu lắm rồi mới có, phải là mấy năm rồi đấy ạ, mới có được lại cái miễn phí vận chuyển này. Tại vì thực sự các cô chú biết là để có thể thương thảo được cái câu chuyện miễn phí vận chuyển ở một cái nơi mà có quá nhiều những cái gọi là khâu kiểm định kiểm duyệt, từ nhà cung cấp cho tới đài, cho tới bộ phận sản xuất, nhiều thứ lắm ạ. Để chốt được một cái câu là miễn phí vận chuyển là phải trải qua một cuộc họp mấy tháng trời. Cho nên là bây giờ mình cứ tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Thì khi mà chúng ta vừa được giảm giá sâu, chúng ta vừa mua được hàng Mỹ chuẩn sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Đến nỗi mà khi các cô chú anh chị nhà mình nhìn thấy cái sản phẩm này, nhìn thấy hai chiếc lá màu xanh là chúng ta đã biết luôn là gì ạ? Hàng chính hãng, xịn sò, nên mới có cái cam kết rất là mạnh mẽ, đúng không Nhiên? Dạ, chính xác. Bồi thường tới bao nhiêu đấy, mọi người nhìn mà xem để thấy là rất yên tâm ạ. 500% nha các cô chú anh chị nhà mình ơi, cái này là không phải nơi nào cũng gọi là dám làm cái điều này mà gọi là đưa lên TV nữa, đúng không ạ? Cho nên là các cô chú cứ hoàn toàn yên tâm về chất lượng và cũng như là về uy tín. Nếu mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm những cái giải pháp về sức khỏe, nếu bên ngoài kia có quá nhiều, các cô chú phải cân đo đong đếm, phải lựa chọn nơi nào đây, phải lựa chọn sản phẩm nào đây, thì với những cô chú nào chúng ta chưa từng mua những sản phẩm tại hai chiếc lá màu xanh Nature Gift là những sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thì lần này quay trở lại sẽ mang đến cho các chú một cái giải pháp, một cái gợi ý để mà các cô chú có thể cân nhắc. Mà thật sự nha, nếu mà cân nhắc là cân nhắc trong chương trình mà thôi nha, chứ mà hết chương trình thì cái mức giá mà chúng ta mua có lẽ là nó sẽ hơi cao một tí, bởi vì là những thứ mà chúng ta uống vào, ăn vào các cô chú, đôi khi lại là phải là những thứ mà chúng ta phải cân nhắc nó kỹ lưỡng hơn, nó nhiều hơn để mà lựa chọn. Không chỉ cho bản thân chúng ta mà còn là cho cả gia đình, đúng không ạ? Nên giống như chị Linh Hương nói là một người vui á, một người khỏe, là nhiều người vui. Dạ, nhiều người vui luôn. Mà nhiều người vui thì phải làm như thế nào? Phải là cả nhà cùng đón được những cái niềm vui như vậy. Vì vậy mà ngay tại chương trình này, mở đầu cơn lốc sale ngày hôm nay của chúng ta đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, viên uống đông trùng hạ thảo, được rất là nhiều những cô chú tin tưởng, được rất là nhiều gia đình mình lựa chọn để gửi gắm niềm tin về sức khỏe. Bởi vì viên uống đông trùng hạ thảo như thế này nè các cô chú, được chiết xuất trực tiếp từ con đông trùng hạ thảo, mà các cô chú cũng biết là nguyên liệu rất là quý hiếm ở tự nhiên, đúng không ạ? Gọi là một món quà thiên nhiên trao tặng. Mà trong đông trùng hạ thảo như thế này có rất là nhiều những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Và đặc biệt nếu mà dành cho những ai mới ốm dậy nè, sau phẫu thuật nè, hoặc là cần bồi bổ về sức khỏe, thì chúng ta sử dụng viên uống đông trùng hạ thảo lại rất là tốt. Bởi vì sao? Chúng ta có thể sử dụng được mỗi ngày. À, chúng ta sử dụng được mỗi ngày như thế này thì nó sẽ giúp cho bản thân chúng ta được trau dồi. Cái chất dinh dưỡng nó luôn ở trong cơ thể của chúng ta, nó luôn được tái tạo, đúng không ạ? Và lần này là sản phẩm cao cấp được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và cũng đã đạt được chứng nhận FDA của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, và có cam kết về chất lượng cho các cô chú luôn. Nếu phát hiện là hàng giả thì sẽ hoàn 500%. Và đây là một trong những cái vấn đề mà các cô chú rất là quan tâm, đó chính là về chất lượng nó như thế nào. Chứ thực sự nếu mà để lên bàn cân sức khỏe, tiền bạc thì chắc các cô chú tới khi mà có nhu cầu rồi, bao nhiêu tiền cũng là không đủ, đúng không ạ? Nếu mà so sánh giữa tiền và sức khỏe thì sức khỏe chắc chắn luôn.
Nếu mà được các cô chú phải giảm ngay từ bây giờ, có nghĩa là chúng ta phải biết được những cái giải pháp ngay tại thời điểm bây giờ, chứ không phải là để cho nó nặng hơn hay là để cho những cái triệu chứng nó bắt đầu ảnh hưởng rất là nhiều tới cơ thể của chúng ta rồi chúng ta mới bắt đầu đi tìm giải pháp, thì đôi khi cái mức giá nó không còn phải là 899.000 đồng trong chương trình ngày hôm nay đâu. Có thể là 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu, có thể là 100 triệu cũng có được các cô chú, anh chị và mình ơi. Bởi vì những thứ liên quan về sức khỏe nó lại gắn rất là nhiều thứ, gắn liền với rất là nhiều thứ, ví dụ như là thức ăn nè, về thói quen sinh hoạt nè, đúng không ạ? Cho nên là hàng ngày chúng ta phải lựa chọn những cái thói quen sinh hoạt tốt, ví dụ như là những thức ăn nào hay là tập thể dục thể thao. Tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng ta có thể là bổ sung thêm viên uống đông trùng hạ thảo, bởi vì là hàm lượng trong mỗi viên nang là có chiết xuất đến từ nấm đông trùng hạ thảo là 525mg trên một viên, và rất là hiệu quả khi mà các cô chú có thể dùng mỗi ngày như thế này cùng với mỗi bữa ăn của chúng ta thôi. Và sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, chúng ta lại sử dụng với một cái mục đích là có thể hỗ trợ về sức khỏe dài lâu. Có nghĩa là qua từng ngày chúng ta sẽ cảm nhận là cơ thể của chúng ta đang được hỗ trợ về sức khỏe nè, đang được bồi bổ nè, và cũng giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, giúp cho các cô chú cảm nhận rõ ràng cái sự thay đổi của cơ thể nó như thế nào qua từng ngày. Ví dụ như là những ai vừa mới ốm dậy sau phẫu thuật, hoặc là những người lớn tuổi bị suy giảm về sức khỏe, hoặc là những người cần bồi bổ về sức khỏe, ví dụ như các anh chị chúng ta làm rất là nhiều, chịu những áp lực về công việc đi đó, thì chúng ta cũng có thể sử dụng luôn. Và lần này quay trở lại với cơn lốc sale cho các cô chú ơi, nhấn mạnh là chỉ trong 60 phút phát sóng mà thôi, cơn lốc sale đang được giảm giá trực tiếp 700.000 đồng với mức giá vô cùng ưu đãi 899.000 đồng đối với 3 hộp, mỗi hộp là 90 viên đó. Cho nên là lần này không để các cô chú phải lăn tăn về bất kỳ chi phí nào nữa, giao hàng miễn phí khắp 63 tỉnh thành luôn ạ. Cho nên lần này các cô chú ơi, hãy nhanh tay chúng ta gọi điện đặt hàng qua số hotline đã được hiển thị trên màn hình, liên tục hiển thị trên màn hình để các cô chú có thể dễ dàng chúng ta gọi điện đặt hàng chốt đơn nhé ạ. Dạ, và khi mà chúng ta chốt đơn thành công rồi á, thì cái đơn hàng này của mình là mình chỉ trả đúng con số là 899.000 đồng thế thôi. Không phải thêm một đồng nào cả. Thì đây chính là lý do tại sao mà từ nãy đến giờ số lượng đơn hàng được chốt đi rất là nhiều luôn ạ. Và các bạn tổng đài viên thì bây giờ cũng có gọi là đang cầu cứu nhẹ bộ phận sản xuất là có thể bảo các cô chú anh chị là chuyển sang đặt hàng ở app cũng được, thì đỡ bị rơi vào cái tình trạng là chờ máy á. Thì trên màn hình các cô chú sẽ thấy nó có cái mã nhảy lên liên tục cho cả Android và iOS đấy ạ. Mình quét cái đó đi thì là mình cũng đỡ phải mất công tìm hiểu xem là tải như thế nào. Nó sẽ nhảy liên tục ở cái góc màn hình ạ. Đó, và cái mã này mình cứ chỉ cần lấy điện thoại mình quét một cái thôi là mình đã có thể tải được cái app về rồi. Và mình cũng có thể xem được các cái thông tin về những cái sản phẩm mà có tại VTV Hyundai theo cái app đặt hàng này. Còn riêng cơn lốc sale, Hương cũng biết là chương trình này chắc cũng sẽ chỉ có một lần này mà thôi đấy, một lần này thôi ạ. Cho nên mình tìm một cái khoảnh khắc khác để mua được bộ sản phẩm này, vừa được giảm 700.000 đồng vừa được miễn phí vận chuyển, chắc là khó đấy. Đây là những viên uống đông trùng hạ thảo của Mỹ, sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Và chúng ta biết rằng là khi mà uống đông trùng hạ thảo á, chiết xuất ở dạng viên nang như thế này, thứ nhất là nó chẳng có cái mùi gì khó chịu, không có cái vị gì khó chịu luôn. Thứ hai là mang theo mọi lúc mọi nơi rất là tiện lợi, sạch sẽ, khô ráo, chúng ta chỉ việc uống với một ngụm nước là xong. Thứ ba, nó phù hợp với mọi đối tượng luôn ạ. Đối tượng là từ trưởng thành trở lên là mình đã có thể uống cái viên uống đông trùng hạ thảo này rồi. Hôm nay mình mua 3 hộp này là 270 viên, cứ cho là một ngày một người uống khoảng một viên thôi cũng được. Thì Hương thấy cái sức khỏe của mình nó cũng đã được đảm bảo rồi. Và ở Mỹ người ta dùng cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe này rất nhiều luôn ạ. Ăn thì người ta không ăn mấy đâu. Cái phần ăn của những người dân Mỹ, các cô chú có hay xem phim hoặc hay xem tin tức thì mình cũng thấy đấy. Một cái gì ăn chút ếch à. Nếu như mà theo so sánh với mình là ăn cơm thật là nhiều món thì mình cảm giác như một cái đĩa ăn, một cái khẩu phần ăn. Trong những cái bộ phim mình xem chẳng hạn đi, sao mà nó ít thế nhở? Nó chỉ có miếng thịt thôi, một xíu khoai tây nghiền hay là một chút bơ, một chút nước sốt. Nhưng mà đối với họ như vậy nó đủ năng lượng rồi, bởi vì trong ngày họ sẽ luôn có những cái này ạ. Họ uống liên tục trong ngày luôn, từ sáng cho tới chiều thì sẽ có rất nhiều những cái sản phẩm để uống vào. Và đối với họ đấy là cái cách thay ăn luôn, mà lại tiện lợi, nhanh chóng, đảm bảo được công việc, quỹ thời gian của những người bận rộn nhưng cái sức khỏe nó lúc nào nó cũng dồi dào. Họ có thể khỏe đi bộ rồi làm việc mạnh rồi da rẻ rồi mọi thứ nữa, nhìn nó cũng khác biệt lắm ạ. Thế thì những ai mà chúng ta đã từng sử dụng cái sản phẩm là đông trùng hạ thảo, cái viên uống này này, Wellness Nutrition của Mỹ này rồi này, thì chắc là bây giờ cũng đang đặt hàng, gọi là quen rồi mà, thì chúng ta sẽ đặt hàng nhiều hơn để mình mua, mình uống dần. Còn với những người mà muốn mua để tặng thì đây là cơ hội là Hương nghĩ cũng hiếm hoi đấy ạ. Mình mua để tặng hôm nay là mình mua được với giá rất là hời luôn. Lại còn không mất phí vận chuyển nữa. Thành ra là có những người là đang gọi điện để đặt hàng tới 5-7 đơn luôn cùng một lúc đấy ạ.
thì tất nhiên mục đích mỗi người một khác nhau. Có thể có người mua để dùng dần, có người mua để biếu tặng, cũng có người mua để kinh doanh nữa. Hương thấy cũng rất hợp lý luôn. Có nhiều anh chị bây giờ là nhiều khi á, có một chị chia sẻ với Hương là cũng vừa gọi là công ty không còn việc làm cho mình nữa. Thành ra là bây giờ chị ở nhà vừa chăm con và vừa túc tắc bán những cái sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Và chị cũng thử rất nhiều rồi và chị thấy là bây giờ á, mọi người quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Cho nên chị toàn canh vào những cái chương trình nào mà được giảm giá sâu. Ví dụ như hôm nay này, nếu mà chị có ở đây thì chị mua lại một cái bộ sản phẩm này, thậm chí là vài đơn, đảm bảo luôn là khi mình bán lại kể cả với giá gốc của nhà Nature Gift á, mình vẫn gọi là có lời chút xíu, có thêm một chút kinh phí gọi là tã sữa cho các con hả? Mà tính ra nha, để mà lựa chọn kinh doanh giống như chị Linh Hương nói á, thì bản thân những người kinh doanh là kiểu như là các mẹ bỉm sữa thì thường sẽ gọi là phải tìm nơi được cái nơi uy tín. Đúng rồi. Bởi vì mình là người sẽ bán cho những người thân quen mà, có nghĩa là mình đã có những cái mối quan hệ. Gặp phải những cái trường hợp nó hơi khó khăn về công việc một tí xíu, chúng ta muốn có thêm thu nhập thì đây cũng là một trong những cách mà nhiều người đã lựa chọn. Có nghĩa là mình phải tìm được nơi tin tưởng. Tại vì mình bán là bán cho những người thân quen của mình thôi mà, và cũng là những sản phẩm mà mình đã dùng, thì như vậy sẽ trao gửi nhiều niềm tin hơn, đúng không mọi người? Tại VTV Hyundai có những chương trình như thế này nhưng mà không phải lúc nào cũng có. Thực sự phải nói là không phải lúc nào cũng có như các cô chú anh chị nhà mình ơi, cho nên lần này cơn lốc sale quay lại và không biết khi nào mới có những cái cơn lốc khác nữa. Lần này giảm là giảm tận 700.000, có nghĩa là rất là nhiều. Các cô chú thử nghĩ xem, ở thời điểm trước á, khi mà chúng ta mua một hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe ở bên Mỹ, bên Úc, thì có thể thấy rằng là với cái giá tiền chúng ta mua được, có thể là chỉ một hộp thôi thì giá đã gần tiền triệu rồi, đúng không? Cũng phải 800-900.000, nói thật là hồi xưa mà ai cũng mua, có nghĩa là rất là nhiều người mua nha. Tại vì mình chỉ muốn tìm lựa chọn một cái nơi uy tín thôi, phải tìm kiếm cái nơi nào, bạn nào, người thân nào hay là bạn bè của mình ai uy tín để chúng ta mua thôi. Chỉ cần tìm đúng nơi uy tín, bao nhiêu tiền chúng ta cũng sẽ trả ra để lấy lại sức khỏe, có nghĩa là chúng ta lấy tiền mua sức khỏe đó ạ. Nhưng mà lần này quay trở lại với VTV Hyundai, khi mà đã mang lại cho các cô chú đến từ thương hiệu hai chiếc lá màu xanh Nature Gift, đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống đông trùng hạ thảo, khi mà mang lại rất là nhiều những cái lợi ích về khoáng chất nè, vitamin nè, ấy rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể mà được phục hồi trong ngày luôn nha các cô chú anh chị và mình nha. Có nghĩa là hồi nãy chị Linh Hương có kể đó, chính là ở bên nước ngoài người ta ăn ít mà người ta chỉ cần uống những cái này thôi là được. Thì quay trở lại trường hợp nếu như là các cô chú anh chị chúng ta đang gặp một cái vấn đề về ăn uống, có nghĩa là các cô chú ở nhà chúng ta đang hơi gọi là ăn không ngon người miệng một tí xíu, hoặc là chúng ta ăn cái khẩu phần nó không có được nhiều, bởi vì là cái tuổi chỉ cần là Hào Nhiên nghĩ nha, 40 tuổi trở lên đi là đã bắt đầu có cái cảm giác là chúng ta ăn ít lại xíu rồi các cô chú anh chị nhà mình ơi. Đó, bởi vì vậy mà chúng ta luôn phải gần phải nạp thêm những cái khác để mà bù lại. Ví dụ như là ở nhà chúng ta sẽ tìm kiếm, ví dụ như chúng ta có thể uống yến nè, đúng không ạ? Rồi chúng ta cũng có thể là nấu thêm, rồi hầm gà, rồi làm rất là nhiều những cái món ăn chất dinh dưỡng để bổ sung. Có nghĩa là lấy nước á, lấy nước để mà bổ sung thêm, chứ mà ăn là không nổi rồi. Nhưng mà lần này mình bổ sung thêm giúp Hào Nhiên đi, viên uống đông trùng hạ thảo như thế này được rất là nhiều gia đình tin tưởng và lựa chọn rồi các cô chú anh chị nhà mình ơi. Và đặc biệt là các ông các bà, những ai mà chúng ta đang có tình trạng về sức khỏe, có nghĩa là cần tăng sức đề kháng nè, rồi cần bồi bổ sức khỏe nè, bởi vì là cái tuổi chắc chắn là ai cũng phải gặp thôi. Hào Nhiên, chị Linh Hương đây chắc chắn cũng phải gặp thôi, 10 năm 20 năm nữa rồi chúng ta sẽ cảm thấy là cái hàng rào bảo vệ sức khỏe trong cơ thể của chúng ta nó bắt đầu yếu đi và cái khả năng tái tạo lại năng lượng nó lại bị chậm lại hơn so với lúc mà chúng ta còn trẻ. Không biết là các cô các chú đang ở phía trước màn hình chúng ta có cảm thấy như vậy hay không ạ? Chúng ta đi bộ tí xíu chúng ta cảm thấy hơi mệt, chúng ta bắt đầu leo cầu thang chúng ta thấy hơi mệt, mặc dù trước đó leo phà. Bây giờ chúng ta ăn uống cái gì chúng ta cũng cảm thấy không ngon, và đặc biệt nhất đó chính là khi mà chúng ta ngủ không có sâu, ngủ không có ngon, rồi qua ngày hôm sau thì như thế nào ạ? Chúng ta không có tinh thần làm một cái gì hết trơn. Không biết là các cô chú đã từng gặp cái tình trạng này hay chưa, chứ mà Hào Nhiên gặp có nghĩa là trong trường hợp mà bị áp lực về công việc đó các cô chú, tự nhiên mình ngủ không có được, mình lo lắng công việc cái ngày mai của mình sẽ ra sao, cho nên là cái giấc ngủ mình nó bị ảnh hưởng, thành ra là qua ngày hôm sau á làm cũng không được, mà cái mắt mình là cái mắt gấu trúc các cô chú, mắt cười lắm, nhưng mà làm thì cũng đâu có được đâu, có nghĩa là nó bị ảnh hưởng rất là nhiều về cái công việc của mình luôn. Rồi tâm trạng ngày hôm đó thì sao ạ? Rồi xong luôn, có nghĩa là làm không được thì cảm xúc của mình nó bị tụt xuống. Trời nắng cũng buồn, trời mưa cũng buồn, về nhà gặp người mà mình thương yêu mình cũng buồn luôn, tại vì vui không có nổi, sức khỏe có đâu mà vui, đúng không ạ? Cho nên lần này quay trở lại để mà mang lại một cái giải pháp về sức khỏe cho các cô chú nè, để mà chúng ta có thể ngủ ngon hơn nè, để ăn ngon hơn nè. Thì lần này quay trở lại trong chuỗi chương trình cơn lốc sale, chúng ta đang có viên uống đông trùng hạ thảo combo 3 hộp
viên uống đông trùng hạ thảo như thế này với mức giá rất là ưu đãi 899.000 đồng thay vì là 1.599.000 đồng như các cô chú gần 1.6 đó. Lần này chỉ còn là 899.000 đồng mà thôi ạ. Và kèm theo đó là miễn phí vận chuyển để các cô chú không có lăn tăn gì cả. Chúng ta được giảm giá trực tiếp rất là nhiều luôn. Mua một đơn hàng thôi cũng như là mua giá sỉ rồi, cho nên lần này số điện thoại luôn được hiển thị trên màn hình. Trong 60 phút phát sóng này, chỉ cần các cô chú gọi trong lúc chương trình đang diễn ra là chúng ta sẽ được mất giá này như các cô chú anh chị và bình giá. Cho nên đặt hàng liền tay, gọi ngay cho số hotline. Chúng ta đừng đặt một đơn, chúng ta có thể hỏi thêm là bạn bè người thân chúng ta đang như thế nào để mà chúng ta có thể chốt luôn 2 đơn, 3 đơn đi các cô chú. Bởi vì là chương trình lần này không biết khi nào sẽ quay trở lại nha. Cơn lốc này đã đến rồi thì không biết cơn lốc sau sẽ bao giờ mới xuất hiện lại một lần nữa. Nhưng mà lần này Huy thì cho phép bản thân của mình có những cái sự lựa chọn về sức khỏe đó các cô chú. Bởi vì nói đi thì cũng phải nói lại, sức khỏe luôn được đặt lên trên hàng đầu. Cho nên là các cô chú dễ dàng nhìn thấy bản thân mình hay là những người xung quanh của mình đó luôn tìm kiếm những cái giải pháp về sức khỏe. Ví dụ như là tìm kiếm những cái mà người ta hay nói. Ví dụ như là có một cái nào đó người ta đã dùng rồi, người ta đồn, hoặc là người ta nói trên mạng xã hội, để chúng ta bắt đầu đi tìm liền. Hồi xưa cũng như vậy thôi. Có nghĩa là khi mà một vài người đã tìm kiếm được con đông trùng hạ thảo như thế này rồi nè, nhưng mà cái quá trình tìm kiếm cũng không phải là đơn giản nha. Tìm kiếm cũng phải là leo lên núi cao ơi là cao mới có, nhưng mà cũng đâu phải lúc nào cũng có, mùa nào cũng có. Những cái con đông trùng như thế này nè, nó chui xuống dưới đất vào mùa đông, và khi mùa hạ đã ấm ấm lên rồi thì những cái hạ thảo, có nghĩa là những cái cây này, nó mới bắt đầu mập lên. Thì những người hồi xưa á, mà đi lên rừng để mà chúng ta có nghĩa là tìm kiếm những cái nguyên liệu về thuốc á, thì chúng ta mới bắt đầu phát hiện. Mà khi mà dùng rồi lại càng tốt hơn, khi mà biết được rằng là đông trùng hạ thảo này nó chứa rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng mà chỉ cần dùng vào thôi là chúng ta cảm thấy có sự cải thiện liền về sức khỏe luôn. Cho nên là về sau này rất là nhiều người chúng ta tìm kiếm mua như thế nào. Hồi xưa là phải cân ký, hồi xưa là phải mua theo gram thôi các cô chú, không có được tới ký đâu. Tại vì là mua khô, mua thôi thì rất là mắc, và cũng như là khó tìm kiếm, không phải ai cũng mua được. Nhưng mà đến thời điểm này, khi mà công nghệ phát triển, thời đại phát triển, những thứ khác phát triển theo, thì chúng ta có được những cái cách đơn giản hơn để tiếp cận được với nguồn nguyên liệu quý hiếm. Chúng ta có những cái viên nang, chúng ta có những cái viên uống như thế này, nó tiện hơn rất là nhiều. Bởi vì là mang đi được nhiều nơi, và chiết xuất cũng được gọi là cân đo đong đếm như thế nào trong một ngày là đủ, để mà các cô chú có thể dùng mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Và cùng với một cái chi phí nó dễ chịu hơn, không phải là chục triệu, trăm triệu chúng ta mới mua được con đông trùng hạ thảo. Mà ngay tại thời điểm này nha, ngay tại thời điểm này là 899.000, không phải là các cô chú sở hữu được một hũ đâu. Chúng ta sở hữu được 3 hũ giúp hào nhiên luôn. Mỗi hũ là chúng ta có tới là 90 viên, cho nên thực sự phải nói nếu mà dùng là hai ông bà dùng ở nhà ha, hoặc là hai anh chị dùng ở nhà ha, là chúng ta mua hai đơn thôi là đủ. Thật sự là như vậy, hoặc là một đơn cũng được, có thể dùng chung với nhau để nhắc nhở nhau uống hàng ngày. Nhưng nha, cái này gọi là nhân một cái là lỡ như trong trường hợp muốn mua lại, cái tự nhiên ngày hôm đó hỏng sale, hoặc là tự nhiên cái ngày hôm đó phát một cái chương trình khác. Tại vì là tại VTV Hyundai có rất là nhiều những cái mặt hàng, có rất là nhiều những cái loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Lỡ ngày hôm đó chúng ta cần viên uống đông trùng hạ thảo mà tự nhiên hỏng thấy, tiếc ghê. Biết vậy lúc mà chương trình cơn lốc sale, Hào Nhiên với Linh Hương vẫn mua lần 2-3 combo để dành lỡ như vậy. Cho nên lần này để mà không có cái câu chuyện lỡ xảy ra thì chúng ta đặt hàng chốt đơn ngay giúp Hào Nhiên luôn đi các cô chú anh chị nhà mình ơi. Số điện thoại luôn được hiển thị trên màn hình rồi, chúng ta chỉ cần gọi điện đặt hàng thôi. Nhu cầu về sức khỏe ai cũng cần cả, cho nên nếu mà mua cho bản thân mình quá là tốt, để dành cho bản thân của mình quá là tốt, biết được một cái biện pháp để giúp cho sức khỏe của mình có thể được cải thiện, được phục hồi quá là tốt. Nhưng mà nếu được, chúng ta nhìn quanh thử coi có người thân nào của chúng ta, có bạn bè nào của chúng ta, những người mà chúng ta thương yêu cũng đang cần được bảo vệ về sức khỏe hay không, cũng đang cần được phục hồi về sức khỏe hay không, thì chúng ta cũng có thể mua để tặng cho họ, đúng không chị Linh Hương ha? Đúng rồi ạ, mua để tặng cái này thì vừa sang mà nó rất hợp lý, vì chúng ta ai cũng có thể uống được. Trưởng thành thì có nghĩa là từ khoảng 16 tuổi trở lên, Hương nghĩ rằng là cũng đã bắt đầu cần phải phát triển thể lực rồi. Và lúc đấy thì mình lại cần thể lực nó phải dồi dào hơn cả. Tại vì vẫn nói rằng là 16, 17 là cái tuổi mà bẻ gãy sừng trâu đấy ạ. Đặc biệt là các bạn nam ở cái lứa tuổi mà thanh thiếu niên ấy, là chúng ta sẽ thấy cơ thể phát triển rất là nhanh luôn. Và khi mà có thêm những cái dưỡng chất như thế này thì tất nhiên nó sẽ hỗ trợ là gì ạ? Ngoài cái việc là bổ sung dinh dưỡng từ đông trùng hạ thảo thì nó còn làm cho cái sức đề kháng, tại vì trong cái này có kẽm ạ.
trong những cái viên uống đông trùng hạ thảo Wellness Nutrition này của nhà Nature Gift nó có kẽm. Thành ra kẽm nó đã vốn là cho chúng ta cái sức đề kháng rất là tốt rồi. Mà cơ thể mình thì cần gì ngoài sức đề kháng đâu. Thực sự nhá, với tất cả những vấn đề liên quan tới sức khỏe, tai, mũi, họng, mắt, rồi lâu lâu đau đầu, rồi chóng mặt, rồi say sẩm, ăn không ngon, ngủ không yên, nó chính là từ cái sức đề kháng mà ra. Nếu như mà chúng ta có một cái sức đề kháng gọi là vững vàng đi, mình chưa cần nói là nó mạnh hay là nó khỏe, bền vững, nhưng mà chỉ cần là vững vàng tí xíu thôi, virus, vi khuẩn, rồi những cái tác động của môi trường nó đã khó xâm nhập vào chúng ta rồi. Thế thì cái viên uống đông trùng hạ thảo này nó đang mang cái tính chất là nó như là một cái lớp bảo vệ vô hình trong cơ thể của chúng ta, để cho những cái yếu tố từ bên ngoài có thể nó sẽ vô tình thôi, mình không cố ý á. Hơn chỉ lấy đơn cử là bây giờ nếu như mỗi ngày mình uống những cái viên đông trùng hạ thảo này đi, thì một ngày mình lưu thông ở trên đường như Hương là sẽ phải tầm 4 đến 5 tiếng đồng hồ là mình dành thời gian đi ở ngoài đường rồi. Cái thời gian ở ngoài đường đấy là mình sẽ hít khói bụi, xăng xe, thì đấy nó cũng là một cái yếu tố tác động vào cơ thể của mình, làm cho cơ thể của mình nó sẽ bị suy sụp xuống chứ. Da sẽ xấu hơn ạ, tóc sẽ khô hơn, sẽ rụng nhiều hơn. Và mình hít nhiều quá, cái đường mũi họng của mình nó cũng gặp vấn đề. Thành ra mình cứ hay bị ho, bị sụt xịt, hay là mình hay bị cảm mạo. Nhưng bởi vì cái sức đề kháng của mình nó có tốt đâu ạ, cho nên bất kỳ cái gì nó lao vào cơ thể mình một cái là nó ngấm ngược vào cơ thể mình ngay. Chứ nó không có cái gì bảo vệ cả. Thế thì bây giờ cái đông trùng hạ thảo này nó là một cái dưỡng chất tổng hợp ạ. Chúng ta biết rằng là ví dụ như muốn bổ mắt thì mình có cái đồ uống Nature Gift có luôn, nó chính là omega đúng không ạ? Nhưng mà cái này nó là gì ạ? Tổng hợp luôn, không phải chỉ dành cho đôi mắt, không phải chỉ dành cho tim, cho não, mà nó dành cho cả cơ thể của chúng ta. Nên là mọi người rất là thích uống cái này, và đặc biệt các anh các chú, các cô, các chị nhà mình mua cái này chưa thấy ai chê luôn ạ. Đây là Hương đang nói về khía cạnh là khách quen nhá. Chưa có một cô nào, chị nào chê cái sản phẩm này, mà chỉ có là bao giờ có tiếp. Có tiếp thì có rất nhiều trong năm, quanh năm các cô chú anh chị nhà mình vẫn đặt được những cái đơn hàng này. Nhưng mà Hương khẳng định là lâu lắm rồi mình đâu có được miễn phí vận chuyển trong một đơn hàng đâu, đúng không ạ? Và cũng lâu lắm rồi chúng ta mua 3 cái hộp viên uống đông trùng hạ thảo Wellness Nutrition của nhà Nature Gift, hàng Mỹ chuẩn có giấy tờ đầy đủ luôn, được giảm tới 700.000 đồng. Con số giảm nhiều nhất từ trước tới nay chắc nó rơi vào tầm khoảng 500 là nhiều rồi. 500 đấy ạ. Mà lúc đấy chúng ta cũng phải mua cái đơn hàng này cỡ 1.2 triệu rồi. Mà hôm nay chúng ta mua 899.000 đồng, được giảm 700.000 đồng rồi, lại còn được miễn phí vận chuyển. Thì cơn lốc sale này nó thầm mang cái ý nghĩa là gì ạ? Vừa bán vừa tặng đúng không? Dạ chính xác. Coi như vừa bán vừa tặng. Dạ chính xác luôn ạ. Có nghĩa là lâu lâu thì chúng ta sẽ thấy mỗi chương trình nó sẽ có mỗi cái mức giá khác nhau, rồi mỗi cái phần quà tặng khác nhau. Nhưng mà riêng đối với chương trình này thì chúng ta đặc biệt xoáy sâu vào cái phần gọi là giá. Lốc xoáy rồi đấy. Lốc xoáy. Có nghĩa là phải lốc xoáy, có nghĩa là cái giá nó từ trên cao nó rớt xuống. Đó. Cho nên là các cô chú sẽ nhìn nhận được rằng là tại sao là cái chương trình này nó là cái mức giá nó lại tốt hơn rất là nhiều những chương trình khác. Vậy những chương trình khác là không có phải ưu đãi ha? Thì không phải như vậy nhé các cô chú. Tùy vào mỗi chương trình, tùy vào mỗi thời điểm thì tại VTV Hyundai sẽ thương lượng với nhà cung cấp để mang lại một cái mức giá tốt nhất cho các cô chú. Nếu mà không phải về giá thì cũng sẽ cố gắng để mà thêm những cái món quà kèm theo, nhưng mà lần này là giá được hạ xuống thấp nhất luôn. Có nghĩa là các cô chú mà có nhu cầu về sức khỏe mà không cần thêm những món quà khác thì lần này quá là hợp lý. Tại vì sao ạ? Lần này sẽ là viên uống đông trùng hạ thảo. Mà cái viên uống này là các cô chú thử chia ra giúp Hào Nhiên đi, nếu mà 899 cho là 900 ngàn đi, mà chúng ta đang có hẳn là 3 hộp, mỗi hộp là 90 viên, 270 ngày, vị chi ra một ngày là tầm bao nhiêu các cô chú? 3.333333. Hơn 3.000 mỗi ngày thôi mà chúng ta đã có được một cái giải pháp cho sức khỏe. Ở trong khi đó là các chị, đặc biệt là các chị nội trợ nè, hoặc là các ông bà ở nhà nè, luôn luôn tìm kiếm những cái giải pháp về sức khỏe, tìm kiếm từ nơi này sang nơi khác, từ người này sang người khác, thấy ai khỏe thì chúng ta sẽ hỏi cái bí quyết, đúng không ạ? Thường là chúng ta sẽ hay hỏi những cái bí quyết của nhau. Ví dụ như là các ông, các bà hay tập dưỡng sinh với nhau sẽ hỏi là ủa sao dạo này da dẻ hồng hào dữ ta, hay là dạo này sao mà khỏe dữ ta, hay là dạo này mà sao thấy vui vẻ yêu đời hẳn ra, ngủ ngon, ăn ngon, ủa làm sao vậy tôi cũng muốn. Thì lần này quay trở lại sẽ là một cái giống như là một cái câu chuyện truyền đi, có nghĩa là những cái gì tốt tốt thì tiếng lành đồn xa các cô chú. Lần này viên uống đông trùng hạ thảo nó cũng là như vậy. Bởi vì những khách hàng mà đa số khi mà hỏi làm sao biết đến đây trời kiếm hai chiếc lá màu xanh, hay là biết tới viên uống đông trùng hạ thảo, thì thường là họ sẽ trả lời là được các bạn già giới thiệu. Cho nên rất là dễ thương cái điều này. Cho nên là bên cạnh đó, VTV Hyundai cũng mong muốn là có thể trao gửi một cách nhanh hơn, một cách uy tín hơn. Có nghĩa là chúng ta mua trực tiếp ngay tại VTV Hyundai giúp Hào Nhiên luôn, qua số điện thoại hotline được hiển thị trên màn hình. Thì chỉ cần gọi trong 60 phút phát sóng mà thôi, chúng ta sẽ có mức giá ưu đãi là 899.000 đồng.
thay vì bình thường là 1.599.000 đồng. Và lần này cũng sẽ giao hàng miễn phí luôn. Chương trình này là giao hàng miễn phí, tất cả những cái chi phí nào liên quan miễn phí hết cho các cô chú, để mà mình có thể dễ dàng chúng ta đặt hàng luôn, không có cần phải lăng tăng là thêm 20.000, thêm 30.000 nữa, hay là những cái nào đồ cồng kềnh thêm 40.000, 50.000, 100.000 nữa, thôi mắc quá không mua. Nhưng mà chúng ta tiếp 20.000, 30.000 để cho một cái giải pháp về sức khỏe thì đôi khi á nha các cô chú ơi, nó hơi uổng một xíu. Cho nên lần này quay trở lại giao hàng miễn phí luôn, để các cô chú không còn bất kỳ vấn đề nào về chi phí mà chúng ta có thể gọi điện đặt hàng chốt đơn ngay. Cho nên Hào Nhiên và Linh Hương hy vọng là các cô chú có thể tận dụng khoảng thời gian này, chương trình này, để chốt đơn liền tay viên uống đông trùng hạ thảo được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ các cô chú nha. Từ xa xưa, Đông y đã nổi tiếng với những phương thuốc vô cùng quý giá từ thiên nhiên. Một trong số đó chính là đông trùng hạ thảo. Từ lâu, Trung Quốc đã lan truyền các câu chuyện về một loài sinh vật thần kỳ, khi thì là côn trùng, khi thì là cây. Và vị thuốc này được chính thức ghi trong tài liệu thuốc đông y Trung Quốc vào giữa thế kỷ 18. Ngày nay, dưới sự phát triển của y học hiện đại, các nhà khoa học trên khắp thế giới đã chứng minh được những công dụng của đông trùng hạ thảo. Dù là đông y hay tây y, đối với đông trùng hạ thảo thì cả hai trường phái y học này đều thống nhất về công dụng của chúng trong việc nâng cao và cải thiện sức khỏe cho con người. Tại Việt Nam, đông trùng hạ thảo lần đầu tiên được tìm thấy trong tự nhiên vào năm 1993. Với những tác dụng thần kỳ, loại dược liệu quý giá này ngày càng được ưa chuộng và phổ biến ở nước ta. Chúng ta thấy là đông trùng hạ thảo á, ngày xưa là quý lắm, bây giờ thực ra nó vẫn quý. Dạ. Nhưng mà ngày xưa quý ở chỗ là nó hiếm. Tức là lúc đấy thì muốn tìm đông trùng hạ thảo là một câu chuyện quá là xa xỉ. Và ở cái thời vua chúa thì là mọi người thấy không ạ? Hương ngày xưa rất là ngưỡng mộ luôn ấy, tại vì mình thấy những ông vua khỏe, cai trị đất nước xong rồi lại còn năm thê bảy thiếp, mình hay dùng cái từ vui vui là như vậy đấy. Thì bởi vì ngày xưa là đông trùng hạ thảo nhiều, tức là chỉ là gọi là gì ạ? Vua chúa mới được thôi. Nhưng mà bây giờ khi mà cuộc sống hiện đại, chúng ta sẽ thấy đông trùng hạ thảo mình dễ mua hơn, vì đã bắt đầu có những nước tiên tiến người ta nghiên cứu để có thể phát triển cái con đông trùng hạ thảo đó ở trong hoàn toàn là cái khuôn viên phòng thí nghiệm thôi. Nó vừa sạch, nó vừa vô trùng, thì đây là một trong những dạng như vậy đấy ạ. Để giá thành nó mềm mại hơn và chúng ta có thể mua được dễ hơn. Nhưng mà dễ hơn là dễ hơn khoảng vài năm trở lại đây thôi. Chứ còn trước đây mọi người muốn mua những cái hộp viên uống này là toàn phải nhờ người thân ở Mỹ mang về. Và lúc đấy thì không mang được nhiều đâu ạ. Tất cả những cái nước tiên tiến mà uống những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe như thế này này, người ta không cho một cái cá nhân nào vào mua hàng mà mua tới 5-10 lọ để mà mang về đâu. Tại vì đối với họ là cái gì nó cũng có liều lượng rất là chuẩn chỉnh luôn ạ. Ví dụ như một người vào mua thì họ sẽ khuyên là mua 1-2 lọ là cùng thôi, tại vì hết thì lại quay lại mua tiếp. Chứ còn mua một cái số lượng nhiều thì bắt buộc phải có những cái giấy tờ. Ví dụ họ mua để làm gì, mua cho ai, mua để bán thì cũng phải có giấy tờ như thế nào đó thì mới được ôm một lúc khoảng 10 cái lọ này. Thế cho nên là bây giờ thì vì Nature Gift là một trong những cái đơn vị đang cộng tác và là đối tác với VTV Hyundai tại Việt Nam ạ. Thành ra dễ dàng để chúng ta có thể có được những cái mặt hàng sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và nó là hàng chuẩn. Thì quay lại cái câu chuyện ở giữa chương trình, tại sao hôm nay đơn hàng lại đi rất nhiều hơn bình thường, là bởi vì có cả những khách mua về để bán lại. Thì Hương biết rằng là đối với những anh chị nào mà mình không có kinh nghiệm trong kinh doanh, theo kiểu là mình không mở công ty mà mình bán đúng nghĩa là mẹ bỉm sữa ở nhà đi, thì mình lại càng cần những cái mặt hàng có chất lượng. Và bản thân có những chị, những anh, Hương biết rằng là cũng không có nhiều điều kiện thời gian để mà đi tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ. Cho nên họ sẽ tìm luôn một cái nơi nào mà có sẵn tất cả những cái kiểm định đó rồi, để họ chỉ việc lấy hàng về thôi. Và hiện tại cũng đang có những cộng tác viên như vậy tại VTV Hyundai cho những cái bộ sản phẩm mà được mua trong cơn lốc sale này. Và các bạn ấy cũng chia sẻ luôn rằng là mua ở đây là sẽ ngang luôn với cả mua trong cái chế độ cộng tác viên hàng ngày mà các bạn vẫn đang nhập hàng, để các bạn gọi là cũng chia sẻ những cái mặt hàng này tới rộng rãi người tiêu dùng hơn. Thì cơn lốc sale ngày hôm nay y chang như là một cái cơ hội để cho khách sỉ mua và bán lại đấy ạ. Cho nên là nhiều cộng tác viên tại VTV Hyundai đang mua với số lượng lớn, nên là cả Hương và Nhiên đều sợ rằng là trong 10 phút cuối cùng của chương trình thì chưa chắc đã còn đủ cái bộ sản phẩm này với giá là 899.000 đồng. Tức là mình đang được giảm 700.000 đồng cho 3 hộp viên uống đông trùng hạ thảo Wellness Nutrition của Nature Gift, sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, đã có hơn 10 năm đồng hành với sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam rồi. Và chúng ta sẽ thấy hôm nay ngoài giảm giá 700.000 đồng ra, 700.000 đồng là con số giảm lớn đấy ạ.
bình thường giảm 300-400 ngàn đối với VTV Hyundai đã là rất nhiều rồi. Mà hôm nay Nature Gift cũng gọi là có chút ưu ái hơn, cơn lốc sale mà, giảm sâu nữa cho mình luôn, giảm 700 ngàn và lại còn miễn phí vận chuyển. Riêng tất cả những mặt hàng mà các cô chú anh chị mua được đúng trong cái cơn lốc sale này có một cái ưu đãi lớn nhất, đó chính là gì ạ? Miễn phí vận chuyển. Còn mình mua 3 cái hộp viên uống đông trùng hạ thảo này thì hiện tại mình sẽ còn thời gian để giữ được cái giá là 899 ngàn đồng cho 3 hộp này nhá. 3 hộp này thì là mỗi hộp có 90 viên ạ. Vậy là mình có tới 270 viên thì bây giờ mình tính nhanh luôn xem trong nhà mình bao nhiêu người đang uống ạ. Nếu như mà trên 4 người thì Hương nghĩ là phải mua tới 2-3 đơn đấy. Tại vì nếu sau đây mình mua lại nó sẽ rơi vào tầm 1-2 triệu cho bộ này. Yeah. Chắc chắn ạ, tại vì bây giờ chúng ta thấy là cái giá gốc của nhà cung cấp nó đang rơi vào tầm gần 1.6 triệu. Dạ đúng rồi. Nếu mà các cô chú anh chị mua không trong một cái chương trình nào cả thì nó đang là 1.6 triệu cho 3 hộp này. Bây giờ mình đang được mua 899 ngàn đồng. Lần tiếp theo mình gọi điện mua không trong cơn lốc sale rất có thể nó sẽ còn, nhưng mà nó lên thành 1.2 triệu. Yeah. 1.3 triệu là vẫn rẻ hơn cái giá niêm yết rồi. Thế nhưng mà hôm nay mình vẫn đang được mua rẻ hơn này, lại còn được miễn phí vận chuyển này, sau lại còn được giảm 700 ngàn đồng này. Cho nên là Nhiên lúc nãy đến giờ là cũng đang hồi hộp lắm, chỉ sợ là 10 phút cuối mà hết hàng rồi không biết nói gì luôn á. Chính xác rồi các cô chú ơi, thực sự phải nói luôn là trong cái chương trình này riêng về cơn lốc sale, tại vì là giảm giá rất là nhiều, tại vì có một vài cô chú anh chị và mình á là chỉ cần mua sản phẩm chính thôi. Đó, cho nên là canh những cái thời điểm mà không phải lúc nào cũng có, thực sự phải nói là như vậy, trong năm có cùng lắm là 1-2 chương trình. Chắc chắn cái này chỉ có một lần này nữa. Dạ, thôi đúng rồi. Một lần thôi ạ. Chính xác, cho nên là sợ cái này là có nghĩa là đơn đặt hàng ngay từ ở giữa chương trình là đã rất là nhiều rồi, cho nên là ở 10 phút cuối cùng như thế này nè, là sợ các cô chú thứ nhất là gọi không có được. Cái thứ hai là sợ cái duy nhất là nó hết hàng. Tại vì là đối với những sản phẩm về sức khỏe, được một cái là các cô chú mua rất là nhiều. Nhưng mà thường hào nhiên để ý nha, có một cái điều rất là thú vị như thế này là chị Linh Hương là thường các cô mua nha. Đúng. Còn các cô hoặc là các ông các bà mua rất là nhiều luôn. Có nghĩa là hào nhiên nghĩ rằng là đối với các ông các bà sẽ là những người mà trân trọng sức khỏe nhiều hơn những người trẻ. Thực sự phải nói là như vậy, cho nên là sẽ biết được nhiều giải pháp về sức khỏe hơn. Cho nên là thường phải đáng lẽ là con cháu phải đi mua cho ông bà, bây giờ ông bà ngược lại tự mua. Đúng tự mua hết ạ. Trơn luôn chị Linh Hương ơi. Đúng có rồi. Nghĩa là ở trong cái trường hợp bây giờ là công nghệ phát triển nè, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là đã đặt hàng thành công nè. Chưa kể là sợ một cái là sợ bị lừa đảo. Có nghĩa nếu mà con cháu không cho ông bà mua là sợ bị lừa đảo thôi. Sợ là ông bà không biết là cái chỗ này có uy tín hay không, rồi gọi điện rồi lừa đảo, rồi thêm tiền, rồi chuyển tiền này nói cái kiểu thì nó bị mất quá nhiều những cái công đoạn, rồi nó hơi phức tạp đối với các ông bà một xíu. Nhưng mà lần này thì không, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại giúp Hào Nhiên thôi là đã được rồi, là chúng ta đã có thể chốt đơn thành công là combo 3 hộp viên uống đông trùng hạ thảo với mức giá là 899 ngàn đồng, không có thêm bất kỳ một chi phí nào nữa, là do lần này chương trình có thêm miễn phí vận chuyển nữa các cô chú. Cho nên đơn đặt hàng rất là nhiều, hiện tại đang rất là nhiều, mà nãy giờ là Hào Nhiên với chị Linh Hương luôn liên tục gọi là nhắc nhở các cô chú là chúng ta phải đặt hàng ngay, chứ không là nó hết thời gian là chúng ta mất luôn combo này. Có nghĩa là với mức giá này thôi, chứ mua lại được hay không mua được, nhưng mà mức giá phải là 1.2-1.3 triệu, tại vì giảm 1.2-1.3 triệu đã rất là nhiều rồi nha các cô chú nha, giảm được 400-500 ngàn là đã rất là nhiều rồi đó. Nhưng mà lần này là giảm 700 ngàn, bởi vì lần này đánh vào mức giá cho các cô chú luôn, gọi là thương thảo với nhà cung cấp là lần này không có phần quà, nhưng mà trong cái chương trình cơn lốc sale này không có phần quà, phải bù lại cho khách hàng của VTV Hyundai bằng một cách là giảm giá cực kỳ sâu. Các cô chú tưởng tượng rằng là có những cái nơi nào bán mà giảm 100 ngàn, 200 ngàn mà giảm không, làm gì có đúng không ạ? Cho nên lần này chỉ có tại VTV Hyundai mà thôi. Hy vọng các cô chú là gọi điện đặt hàng thành công nè. Chỉ sợ bây giờ gần hết thời gian, mà lúc nào gần hết thời gian là lúc nào cũng sẽ gọi là bị bận máy, sợ các cô chú gọi không được. Nhưng mà mình cứ kiên nhẫn xíu giúp Hào Nhiên nha. Tại vì mức giá 899 ngàn đồng kèm theo miễn phí vận chuyển là mức giá quá tốt trong chương trình đi ạ. 3 hộp, mỗi hộp 90 viên, tổng cộng chúng ta có 270 viên, một người dùng chúng ta dùng được 4 tháng rưỡi. Nhưng mà nếu mà trong nhà chúng ta có 4 người, 5 người dùng thì Hào Nhiên khuyến khích các cô chú có thể là đặt 2 đơn, 3 đơn giúp Hào Nhiên luôn, bởi vì chúng ta còn dành chúng ta dùng nữa đúng không ạ? Giao hàng miễn phí khắp 63 tỉnh thành, chỉ cần các cô chú gọi điện đặt hàng ngay bây giờ ạ. Nature Gift là một trong những thương hiệu thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thiên nhiên hàng đầu tại Hoa Kỳ. Các sản phẩm của Nature Gift đều mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe bền vững một cách toàn diện, cải thiện và đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng như trí não, tim mạch, xương khớp, hoạt huyết, đề kháng. Sức khỏe, chất lượng sống và sự phát triển luôn được chúng tôi ưu tiên và trân trọng. Điều đó được thể hiện thông qua các cam kết. Nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên, điển hình như dầu cá, dầu hạt lanh, đông trùng hạ thảo, linh chi, dây thìa canh. Sản phẩm được nghiên cứu, kiểm nghiệm chặt chẽ bởi các chuyên gia hàng đầu tại Mỹ trước khi đến tay khách hàng.
chuẩn chứng nhận FDA và đạt tiêu chuẩn GMP của Hoa Kỳ. Để được chứng nhận FDA, trước hết các nhà máy, nơi sản xuất và chất lượng môi trường làm việc của NatureGift phải tuân thủ tiêu chuẩn CGMP, Good Manufacturing Practice. Sau đó trải qua tiếp quá trình kiểm định của FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ. Bước này có thể kéo dài nhiều năm, tập trung xoay quanh các kiểm nghiệm lâm sàng theo tiêu chuẩn y tế trên các tình nguyện viên. NatureGift có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2016. Hiện tại, NatureGift là thương hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thương hiệu đa dạng với hơn 30 dòng sản phẩm, mỗi tháng hơn 80.000 sản phẩm được bán ra trên thị trường toàn quốc. Món quà từ thiên nhiên, chăm sóc cuộc sống khỏe đẹp và hạnh phúc. Món quà từ thiên nhiên, tại vì chúng ta thấy rằng là ở NatureGift luôn luôn ưu tiên tất cả những cái dòng sản phẩm bằng nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, lành tính. Và đây là những viên uống đông trùng hạ thảo Wellness Nutrition, sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ luôn, đạt chứng nhận FDA Hoa Kỳ, tức là của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, và còn đạt được cả chứng nhận GMP, nhà máy thực hành sản xuất tốt. Rồi chúng ta còn thấy có luôn cả những cái chứng nhận của Bộ Y tế khi mà sản phẩm này về tới Việt Nam. Nên là rất nhiều cô chú anh chị tin dùng bộ sản phẩm này vì sao? Vì thứ nhất là hàng chính hãng, sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, có cam kết đàng hoàng cho nhà mình luôn. Và những cái cam kết này nó là cam kết mạnh mẽ chứ không phải là cam kết cho có theo kiểu là chị tin em đi, đây là hàng Mỹ đấy, đích thân người nhà em mang về đấy. Dạ không, cam kết này là cam kết của nhà NatureGift nha. Bồi thường 500% nếu sản phẩm không phải sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Và đấy chính là lý do tại sao mà tất cả những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe hiện tại có mặt tại VTV Hyundai đều được các cô chú anh chị nhà mình rất là tin yêu sử dụng. Nếu như mà để tổng kết tính đến thời điểm này, khi mà cơn lốc sale diễn ra, thì số lượng mặt hàng nào được bán nhiều nhất tại VTV Hyundai thì Hương cũng biết luôn, đó chính là những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Tại vì mua cái đồ để uống vào cơ thể, mọi người cứ ưu tiên mua nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ở nơi nào càng phải trải qua nhiều khâu kiểm định càng tốt. Còn nếu như mà nhiều khi nhá, mình mua gọi là của người thân người quen thì cũng được, nếu mà rất là thân quen và chúng ta đã gọi là biết về người đó rồi, biết về cái cách sinh hoạt rồi, dùng những cái sản phẩm của người đó thì mình không nói ạ. Nhưng mà ví dụ quen sơ sơ mà bảo em có cái này hay lắm này, chị uống thử đi này, ví dụ vậy thì cũng chưa chắc đâu. Tại vì nhiều khi mình tự mình đi mua ở một nơi nào đó, người ta cũng không bao giờ cam kết cho mình là chị ơi cái này là hàng Mỹ xịn. Nếu chị về chị kiểm tra mà thấy không phải hàng Mỹ, chị quay lại đem đền cho chị 500% cái giá trị đơn hàng. Không ai nói với mình như vậy hết. Nhưng mà tại đây thì phải như vậy mới được. Mới được xuất hiện những cái sản phẩm này trong mấy phút ít ỏi. Bây giờ chúng ta chỉ còn khoảng hơn 7 phút đồng hồ thôi, nhanh lắm ạ. Bây giờ Hương với Nhiên thì tất nhiên sẽ không nói là còn bao nhiêu. Tại vì nếu mà nói như vậy thì nhiều khi có những cô chú anh chị là đang nhắn tin dở trên cái app đặt hàng, cũng cuống lên rồi điền nhầm thông tin địa chỉ. Thành ra mình thiệt mất một cái đơn hàng mà mình được giảm 700.000 đồng. Hàng Mỹ chuẩn nhá, đông trùng hạ thảo luôn ạ. Lại còn được miễn phí vận chuyển nữa. Thì bây giờ mình cứ coi như là may rủi đi ạ. Nếu như mà ở thời điểm này mình gọi điện mà tổng đài viên nghe máy thì mình rất là may rồi. Hoặc là nếu không thì mình cứ đặt hàng trên app cũng được ạ. Mọi người có nhìn thấy mấy cái mã QR nó đang nhảy nhảy ở trên màn hình không ạ? Đấy, kể cả là trên iOS hay là trên Android, chúng ta đều có thể tải nó được. Cứ lấy cái màn hình điện thoại của mình ấn vào đó thôi ạ. Chụp lại là mình có thể tải được cái app này nhanh chóng lắm ạ. Nó sẽ nhảy liên tục suốt cả chương trình luôn. Các cô chú cứ để ý ở dưới này này, thông tin chính của sản phẩm, kể cả những cái cách mình đặt app như thế nào, số điện thoại của VTV Hyundai nó đều ở dưới này luôn đấy ạ. Đó, mọi người cứ chiếu theo đó để mọi người làm sao mà đặt được cái đơn hàng này thật nhanh nhá. Tại vì cơn lốc sale này không diễn ra liên tục trong năm, và các cô chú thấy là nếu mà là khách quen thì mấy năm nay rồi làm gì có cơn lốc sale nào đâu ạ. Đây là cái đầu tiên và cũng có thể là duy nhất ạ. Miễn phí vận chuyển nha, xong lại còn được giảm 700 ngàn cho đơn hàng này nữa, đúng không Nhiên? Dạ, rất là lâu rồi mới miễn phí vận chuyển với các cô chú để mà các cô chú không cần phải lăn tăn về mất giá. Nhưng mà quay trở lại với cái trường hợp là chúng ta phải lựa chọn mua như thế nào, chỉ cần các cô chú nói thật luôn. Đặc biệt là các cô nè, các chú nè, ở độ tuổi mà 35-40 trở lên á, đặc biệt là những người rất là quan tâm về sức khỏe, luôn tìm kiếm những cái mà tốt cho sức khỏe nhất theo từng độ tuổi khác nhau để mà giúp cho cả nhà của chúng ta ai cũng có sức khỏe hết. Đặc biệt là với những người mà có cái tuổi trẻ gọi là dưới 25 tuổi đi ha, những người mà còn sinh viên đó, thì đôi khi hơi lơ là sức khỏe các cô chú thật sự phải nói. Cho nên là dễ dàng nhìn thấy, tự nhiên bây giờ mình nhìn những gia đình khác, mình hồi xưa mình cũng vậy nè, mẹ mình lúc nào cũng nhắc mình ăn, lúc nào cũng nhắc mình uống, y chang rồi nhắc y chang luôn các cô chú ơi. Không biết là gia đình mình có đang như thế hay không ạ. Có nghĩa là chúng ta phải nhắc rất là nhiều, các cô các chú ở trước màn hình lúc nào cũng nhắc nhiều, ủa ăn cái gì vậy, ăn này dầu mỡ nhiều vậy. Tại vì là các cô chú đã trải qua rồi cho nên biết là sức khỏe nó quan trọng như thế nào. Đúng rồi đấy. Và để lấy lại rất là khó, thực sự phải nói, nếu đã để nó đi qua rồi lấy lại sức khỏe rất là
khó. Cho nên là dễ hiểu là cái cô chú trẻ nhắc con cháu của mình rất là nhiều về ăn cái gì, uống gì, sinh hoạt như thế nào. Và bên cạnh đó cũng là mua những cái sản phẩm chất lượng, những cái thực phẩm bổ sung để cho con cháu của mình dùng nữa. Cho nên nó hơi ngực ngừng tí xíu. Tại vì bây giờ nếu mà để mua mà trên truyền hình TV là các cô chú xem TV nhiều là phải là các cô các chú đâu phía trước màn hình, các ông các bà. Cho nên nếu mà được các cô chú có thể là mua cho bản thân của mình rồi mua cho con cháu của mình luôn cũng không sao hết nha các cô chú nha. Chỉ cần là chúng ta có chọn được cái nơi uy tín hay không thôi. Thực sự phải nói là như vậy. Chứ để mà nói về cái giá trị, ví dụ như là mua bên ngoài, chúng ta biết được một cái nơi, chúng ta mua cũng giá cũng rẻ, 1,2 triệu. Thì 1,2 triệu nếu mà để so bây giờ chia ra 3 hộp thì cũng 400 ngàn mất tiêu rồi. Chứ bây giờ mua tại VTV Hyundai, trải qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt nè, trải qua rất là nhiều những cái quá trình giấy tờ các kiểu như thế nào mới được lên TV nè, đúng không ạ? Rồi cũng có cam kết bồi thường cho các cô chú nữa. Mà cam kết bao nhiêu? 500% nếu mà phát hiện không được nhập khẩu và sản xuất trực tiếp từ Mỹ. Cái này là cam kết bồi thường đến từ nhãn hàng luôn. Mà không phải bất kỳ nơi nào cũng sẽ cam kết như thế này đâu các cô chú. Cũng sẽ cam kết là chị tin em đi, em quen chị bao lâu rồi. Đó cũng chỉ là những lời trước cửa đầu môi thôi, đúng không ạ? Cho nên là thường là chúng ta sẽ biết được cái nơi uy tín nào là chúng ta sẽ mua. Biết được nơi uy tín nào kiểm định nghiêm ngặt rồi, quá trình vận chuyển chúng ta cũng biết được là nó an toàn cho chúng ta rồi, chúng ta cứ chốt đơn thôi. Bởi vì vậy mà các khách hàng tại VTV Hyundai, các khách hàng tại VTV Hyundai thường là các khách hàng gọi là cũ, và những khách hàng mới là do những cái hàng cũ giới thiệu đó. Cho nên đó là cái mà VTV Hyundai cảm nhận rất là trân trọng các cô chú anh chị nhà mình, những ai đang ở phía trước màn hình TV đã từng mua những sản phẩm tại VTV Hyundai và tiếp tục quay trở lại mua hàng cũng như là giới thiệu nhiều hơn đối với khách hàng. Nhưng lần này gọi là mình ưu tiên mình gọi điện thoại nha các cô chú anh chị nhà mình nha, chứ còn một vài phút thôi, chỉ còn chưa tới gọi là 3 phút, chỉ còn bây giờ chỉ còn 2 phút thôi. 2 phút chưa tới 2 phút luôn, dạ. Là để gọi điện thoại có nghĩa là 1 phút rưỡi, bây giờ là 1 phút rưỡi, hầu như gọi là nói vui là vượt lên chính mình rồi các cô chú. Tại vì bây giờ sợ là máy bận, chỉ cần bây giờ máy mà có người bắt máy còn hàng là các cô chú chốt được ngay trong 1 phút rưỡi này là ok, còn nếu mà máy bận thì đôi khi gọi là hên xui đi thì đến mình đặt chân áp cho nhanh ạ. Dạ đúng, dạ. Là chính xác ạ. Cho nên là bây giờ sẽ có rất là nhiều cách khác nhau để đặt hàng, nhưng không phải lúc nào cũng trong chương trình này để mà giảm giá trực tiếp 700.000 đồng và những sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ với các cô chú anh chị nhà mình nha. Lưu ý giúp Hào Nhiên, cơn lốc sale tại VTV Hyundai chỉ diễn ra có thể là duy nhất một lần trong năm như thế này thôi. Đối với sản phẩm đó chính là combo 3 hộp viên uống đông trùng hạ thảo với mức giá là 899.000 đồng cho các cô chú anh chị nhà mình, giá món quà từ thiên nhiên để mà chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình của chúng ta ngay tại màn hình TV mà các cô chú anh chị nhà mình không cần phải tìm kiếm đâu xa xôi đâu ạ. Cơn lốc sale giá nhà cung cấp là 1.599.000 đồng, ngay bây giờ giá ưu đãi 899.000 đồng cho combo 3 hộp, mỗi hộp 90 viên, viên uống đông trùng hạ thảo Wellness Nutrition đến từ thương hiệu hai chiếc lá màu xanh Nature Keep. Và tại chương trình này giao hàng miễn phí khắp 63 tỉnh thành luôn ạ. Cho nên những giây cuối cùng hy vọng các cô chú có thể tìm kiếm cái điện thoại, lần này mà không biết cái điện thoại nằm ở đâu thì thôi như đánh mất cơ hội mất tiêu rồi. Cầm trên tay chiếc điện thoại và gọi ngay cho số hotline để được hiển thị trên màn hình để chúng ta có thể chốt đơn thành công đơn hàng ngày hôm nay các cô chú nha. Và cũng sẽ hứa hẹn là những chương trình trong cơn lốc sale cũng sẽ có rất là nhiều những sản phẩm khác và cũng sẽ có những cái mức giá ưu đãi luôn ạ. Cho nên các cô chú cùng đón chờ những chương trình tiếp theo tại VTV Hyundai nhé. Còn ngay bây giờ, Hào Nhiên và Linh Hương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.